Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nào để sử dụng cái công cụ gọi là Slide Edit ở trong phần mềm Filmora 11. Thì ở đây là một cái công cụ hay ấy, bạn có thể dùng nó mà khi mà bạn có một cái dự án sẵn rồi và bạn muốn thay các cái thành phần ở bên trong. Ví dụ như là video này, ảnh này, rồi là các cái element ấy, thì các bạn có thể thay được. Thay thay vào sau đó bạn giữ nguyên nhạc ấy, bạn tạo một cái video giống như video khác ấy, thì nó sẽ giúp cho bạn edit video nhanh hơn. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng này. Xong rồi mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà để bạn thay cho một cái dự án mình đang làm. Giờ sẽ đi vào màn hình của mình nhé. Ok, đây là màn hình của mình. Trước tiên mình sẽ tạo một cái dự án mới để mình chỉ các bạn cái tính năng này trước nhé. Ấn vào New Project. Đầu tiên mình sẽ ví dụ là mình sẽ có hai cái video chẳng hạn. Tức là có mấy cái video ở trên timeline chẳng hạn. Video miễn phí của thằng Stock Media. Đó, ví dụ ở đây mình có ba cái video chẳng hạn, ba video này trong cái video ở giữa này chẳng hạn, mình có thể thêm các cái effect của transition các thứ để thoải mái nhé. Ví dụ mình thêm cho nó cái effect này, effect này, spotcar này, nói chung là linh tinh mấy cái effect. Rồi transition ở hai đầu. Thêm transition ở hai đầu, dissolve này, flash này. Ví dụ bạn có một cái dự án như này, dự án đơn giản như này nhá. Bây giờ bạn muốn là thay thế cái này, thay thế cái clip ở giữa này nhá. Thay thế cái clip ở giữa này trong Filmora 11 thì các bạn có thể làm một cách đơn giản như này. Bạn quay trở lại cái media nhé. Media của bạn, sau bạn đưa một cái clip của bạn vào. Ví dụ mình có thể đưa một cái clip của mình vào là ví dụ cho các bạn xem. Ok. Đấy, ví dụ thôi. Clip này nhé. Ví dụ mình có một cái clip này, hôm trước mình đập hộp cái gọi là cái bàn chải. Thì bây giờ mình muốn thay nó vào vị trí này. Nhưng mà như các bạn biết là cái clip này của mình nó rất là dài nhá. Đây nó dài đây. Nó dài tới gọi là hơn 1 phút cơ. Rất là dài. Thì bây giờ mình thay vào đoạn này, nhưng mà cái đoạn này thì nó rất là ngắn. Đó là khi bạn phải dùng cái công cụ gọi là Slide Edit. Trước tiên mình sẽ thay trước. Để thay thì mình sẽ nhấn vào cái phím Alt ở trên bàn phím nhé. Nhấn nhấn và giữ phím Alt, sau đó mình sẽ kéo kéo cái clip ở trên cái media của mình ấy, mình thả vào đây. Mình thả vào đây, bạn khi nào bạn nhìn thấy cái nút gọi là màu da cam ấy thì bạn thả nó ra, thả tay ra, thả tức là thả cả cái nút Alt cộng với cái con chuột của bạn. Bây giờ bạn đã có một cái clip và bạn đã giữ nguyên được cái transition và hiệu ứng nhé, như này. Hello, xin chào các bạn. Tuy nhiên là có đôi khi ấy, thì bạn không muốn dùng ngay cái đoạn đầu này của cái clip này, bởi vì khi mà đưa vào để thay ấy, thì nó sẽ dùng ngay cái đoạn đầu. Thì bây giờ bạn có thể chọn một cái đoạn khác ở trong cái clip dài đấy bằng cái công cụ này nhé, công cụ Slide Edit. Bạn nhấn vào đây nhé. Trước tiên bạn chọn cái clip này, sau bạn nhấn vào Slide Edit nhé. Bạn nhấn vào Slide Edit, sau đó bạn sẽ kéo, nhấn vào đây và bạn kéo để bạn chọn cái đoạn mà bạn muốn muốn thay, muốn đưa vào trong video. Ví dụ mình muốn chọn cái đoạn này chẳng hạn. Rồi mình kéo ra đây, sau đó mình có thể ấn nút này để play để mình xem thử. Ok, sau khi bạn thấy đoạn này ok rồi, bạn nhấn vào replace nhé. Đấy, để nó thay. Và bây giờ nó sẽ thay cho cái đoạn mà ban đầu bằng cái đoạn ở giữa. Đấy là rất đơn giản đúng không? Đấy là cái tính năng của phần mềm Filmora 11. Thế còn cái ứng dụng thực tế của cái này ấy, thì ví dụ mình sẽ mở một cái dự án cũ của mình đang làm nhé. Đây là một cái dự án về gọi là vali, vali suitcase. Thứ hai, cái tên thương hiệu này thì mình chưa nghe bao giờ, tên lạ hoắc rồi. Nhưng mà người ta đặt mình làm thì mình cứ làm thôi. Còn mình có thể sẽ phải che nó đi, nhưng mà thôi chắc chả phải che, người ta cũng không ấy. Cái này làm cho Facebook, đâm ra là cái phần tiếng này mình sẽ tắt đi. Ở đây người ta sẽ có bốn cái sản phẩm, thì bốn cái sản phẩm này nó khác nhau nhé, một cái to, một cái bé, một cái màu hồng, sau đó một cái màu hồng bé. Thì mình sẽ làm cho người ta một cái video, sau đó là có một cái bài nhạc, một dùng chung một bài nhạc thôi nhé, hiệu ứng âm thanh cũng chung luôn. Đâm ra là tất cả những cái này thì mình có thể khóa lại mấy cái này. Ok, kể cả hiệu ứng này mình cũng có thể dùng chung luôn, hiệu ứng về phần logo này dùng chung này, hiệu ứng về phần lilac ở trên cũng dùng chung luôn, tất cả hiệu ứng rồi lắt màu các thứ dùng chung. Tuy nhiên là đến cái phần sản phẩm
thì mình có thể thay thế các cái sản phẩm ở trong. Ví dụ ở đây mình có một cái sản phẩm là cái túi nhỏ này, thì bây giờ mình muốn là thay nó bằng một cái túi to. Cái túi to thì ở đây mình có một cái clip cái túi to hơn này. À, đây cái túi này nó to hơn này. Thì bây giờ mình muốn thay nó vào đây, thì sau khi mình thay vào ấy, thay tất cả nhá, thay tất cả các cái sản phẩm nhỏ thành cái sản phẩm to, thì khi mà thay vào ấy thì mình sẽ giữ nguyên được các cái hiệu ứng ở trong cái dự án của mình, và mình chỉ có kiểu chọn cho nó cái clip khác thôi. Ví dụ cái này chẳng hạn, mình sẽ thay cái này, mình sẽ làm tương tự giống như lúc nãy mình vừa làm, mình kéo mình thả vào đây đúng không, thì mình sẽ giữ được cái clip này đây đó, thay vào cái túi nhỏ bằng cái túi to. Tuy nhiên là cái túi to này thì cái chỗ này ấy, đoạn đầu ấy mình quay thì mình đặt nó camera mình mới để này thôi, mình chưa di chuyển ấy, chưa pan ấy. Thì nó bây giờ mình muốn chọn là từ cái đoạn mà nó bắt đầu pan như thế này, thì mình thực ra thì mình muốn chọn đoạn này đến đoạn này, bây giờ mình muốn thay thế nó, thì bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ gọi là slide edit này nhé. Đó, xong mình kéo đây, kéo đến cái đoạn mà mình muốn chọn thôi, mình play lại nào. Ok, đoạn này nó bắt đầu pan rồi thì mình có thể chọn đoạn này được. Sau đó mình nhấn vào replace để thay vào. Ok, như vậy là xong rồi, mình đã thay được cái gọi là sản phẩm nhỏ thành một cái to. Nó hơi bị lag, đâm ra là nó chưa play. Mình sẽ ấn nút này để mình render cái timeline. À, thông thường ấy, khi mà edit bằng Filmora ấy, thì nó là phần mềm tương đối nhẹ thôi. Nhưng mà cái máy tính của bạn nếu mà nó không đủ khỏe ấy, thì các bạn sẽ phải cân nhắc là cái việc là edit 4K hay là edit Full HD nhé. Tại vì edit 4K thì nó sẽ cần cái máy tính cấu hình rất là cao ấy, kể cả Filmora. À, như mình là mình hơi cố sức là edit bằng 4K rồi, nên là thỉnh thoảng mình lại phải render. Lúc nào cũng phải render cái timeline để cho cái timeline nó màu xanh ấy, thì mình mới preview được nó mượt hơn. Ví dụ bây giờ mình preview nó sẽ mượt hơn nhé. Đó. Và bây giờ mình sẽ lần lượt mình làm cho tất cả những cái clip ở trên timeline này, mình muốn thay nó bằng một cái cùng một cái sản phẩm là cái to này. Đấy, thì sau đấy là xong dự án rồi, mình sẽ lưu nó lại thành một cái dự án khác. Mình nhấn vào file, mình tạo là save as thành một cái dự án khác, thì mình ra được cái video thứ hai mà mình không cần mất công phải edit, phải cắt, phải phải gọi là chỉnh chiếc các thứ nữa ở thông số ở trong này. Tức là mình có thể giữ được tất cả các cái hiệu ứng này mà bằng cách là thay thế clip. Ok, video đơn giản thế thôi. Đấy là làm nào để sử dụng cái tính năng slide edit và ứng dụng thực tế ở trong Filmora 11. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Nhưng mà lúc mình phải rảnh nữa, dạo này nó cũng hơi bận. À, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Goodbye.